Rồi hello anh em, bữa nay có đồ chơi mới nha anh em. Có đồ chơi mới, một cái cây anh em nào mà đam mê xe mà còn đam mê rửa xe nữa thì thể thích cái này. Đây là bộ súng này mình order bên nước ngoài á anh em. Rất là đẹp. Nhìn nó với cây giống cây súng à. Đây cây súng nè, quay gần nè. Đây là cây súng rồi thấy không? Đó. Như thực chất nó là cây súng rửa xe. Cái này không có quảng cáo cho ai hết, tại hàng này ở nước ngoài gửi. Ở sao này có nhiều đầu vậy ta? Cho mình thay thế, đầu này đầu bắn áp lực mạnh nè, đầu này bắn áp lực tia nè. Lát thử, lát test súng cho anh em. Cái gì tự nhiên có cái này nữa vậy? Cái này là cái la dê. Má rửa xe. quay gần cây súng rồi cho anh em. Đó, ủa cái này cầm cho vui thôi đúng không? Cái này như có bỏ đạn vô bắn được hay sao ấy. Bỏ đạn bắn được luôn hả? Hình như bắn đạn ở đây nè. Hình như cái này bắn một tiếng. Phải không? Đâu phải, cái này có ốc mà. Không, cái này nó... Nè, bắn đạn đó nè. Nè, bỏ đạn vô bắn được anh em à. Cái này có đạn, cái này có đạn. Nè nè. Vừa xài đạn vừa xài súng hả ta? Đây cây súng à. Lên skin hả? Cái này là gọi là lên skin. Thằng đam lên skin đồ đẹp anh em, quá đẹp luôn. Nó chỉ là cây súng đuổi xe thôi nha. Súng cái này là ráp rêu vô hả ta? Ráp rêu vô hả? À tăng cái độ cầm á, mà tay cầm dọc. Cái này anh thấy cũng không cần thiết nè. Đuổi xe ban đêm. Đuổi xe ban đêm mà đúng rồi. Cái này là gì ta? Cũng không biết nữa. Cái này là theo cây súng thiệt là khóa an toàn. Cái này là cột cộng dây vô nè. Còn cái ống ngắm holo nữa. Có ông ngắm luôn hả? Có. Vậy ta. Cái này mà mình không rửa xe mình đem ra chân cũng được nữa. Tháo ra có đèn pin luôn. Có ngắm luôn. Ừ. Cái này như bắn được á bây giờ. Em cũng không gần lắm nha. Mà không có để. Cái này xuống nước. Như là gắn nước vô bắn được á. Đâu phải, nó có lò xo, có đạn, đẩy đạn kìa. Cái này tắt đèn ngay cho nó. Cây súng rửa xe bằng một chiếc xe. Cái này có đạn nè, cái này anh nghĩ là đạn nè, cái đường đạn nó đi lên nè. Cái này hình như là lắp vô ấy đúng không? Đây nè. Test súng đi. Dắt con da dép ra, dắt con da dép ra. Rồi, bây giờ cho anh em ngắm một vòng của xe súng nè. À, đẹp. À, dắt da dép ra. Test súng, test một tiếng luôn, qua đây quay. Đẹp ha. Đây nè, quay qua đây nè. Nhưng mà súng này mình dục cà lăng cà lóc không được, rửa chơi chơi được anh em ạ. Ơi nhìn nó nhắm chuẩn á. Quay bên đây nè, nhìn nó nhắm đúng chuẩn luôn. Đúng chuẩn luôn á, trong đây thấy không? Đúng chuẩn luôn á, cái hồng tâm nó nhắm đúng chuẩn luôn. Rồi gắn gắm vô ống rửa xe sao ta? Phải tháo cái đầu này ra nè. Đúng rồi. Tắt nước, tắt nước. Nó thiếu hình như là thiếu một cái khớp nối á. Từ từ. Đâu phải.
Cái súng cũ đâu, súng cũ đâu. Vì phải chạy ra tiệm mua cái khớp nối rồi. Sao ta? Cục dây mới luôn. Chẳng lẽ này vô? Ồ đâu được. Lạ lạ ta. Thôi. Bị tắt nước chưa? Tới cái khu bước này là thấy từ nhà để bây giờ làm sao nó phải có cái ron ra. Rồi anh em, bấm đây. Ủa sao nó giật giật vậy ta? Nó bị sụn gì lon á, em quấn con keo lại. Vô. Mưa đi rửa xe kể ra đây quay luôn cho đâu. Má nói chung là nhìn nó cũng chiến á, nói chung là nhìn nó cũng vui á, rửa cũng vui á, nhưng mà hơi tốn thời gian nha. Cầm cái cây súng đi thì nó tiện hơn đúng không? Cây này kiểu bắn vui đâu, bỏ bọt tiết vô coi, chơi được bọt tiết luôn nha anh em. Đang rửa xe thì mưa. À, ngon lành. Ồ bắt. Bé giống như chơi ấy vậy. Chung là cũng ngon á. Quay nó. Đồ chơi mới. Rồi bây giờ nó có nhiều đầu lắm. Sao mà mình biết là đầu nào ấy ta? Đầu nào mình nhất rồi đó. Đầu nào mà rửa đầu. Ừ má. Ừ rách tay luôn. Ừ má mạnh lắm, má đứt tay luôn anh em ơi, mới ấy còn xíu à. Ừ má mạnh ghê luôn á, nè rách luôn nè, lát nó tư ứ máu ở đầu ghê luôn á, nhức. Ừ nhức quá mà mày cái má cái tia mạnh ghê á. Anh đó, anh mà xả cái tia màu đỏ nãy là đứt tay luôn rồi, chảy máu luôn rồi. Đau á. Một bữa tết súng bất ổn anh em. Mạnh ghê, mạnh thiệt. Má mưa quá, thôi nghỉ chơi đi. Ok anh em, vậy là xong buổi tết súng của mình. Anh em nào mà muốn thử súng thì qua bên tặng địa chỉ shop mình 106 Trần Văn Kiểu nha anh em. Muốn rửa hay muốn test gì thì cứ nói mình đem súng ra test nha. Cái hàng này ở mình không có đâu anh em à, mình order bên nước ngoài của bạn mình, nó đặt giùm á, mấy chục đô á, mình cũng biết đó, nói chung là nó đặt tặng mình mấy chục đô á. Thì anh em nào muốn thử cảm giác này thì cứ qua đây nha, mình cho test thoải mái anh em. Mình chỉ lấy tiền gửi xe thôi. Còn tiền test cây súng này hình như là gần 2 triệu rồi không? Thì qua đây anh em gửi xe.
đúng rồi, đúng là đồ của nước ngoài có khác. Ông kia ông nhìn mình à, ông nói trời mưa sao rửa xe kìa. Rồi ok anh em nha, anh em nào muốn gần thì cứ ghé mình nha.